Nhân ngày 20 tháng 10, chúng con có lãng hoa tặng bác. Chúng con xin kính chúc bác có nhiều sức khỏe để dìu dắt được câu lạc bộ ngày càng tinh tấn hơn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các quý đạo hữu, hôm nay nhân duyên là các thanh niên đấy ạ, đây là gọi là thanh niên, con cháu thế hệ đi sau của các Phật tử già trong câu lạc bộ có lãng hoa tặng Yến nhân ngày 20 tháng 10. Thì Yến cũng gửi tới tất cả các cụ, các bà, các mẹ, các chị, các em và các cháu nhân ngày 20 tháng 10. Từ tấm lòng này của thế hệ đi sau cũng mong mỏi là tất cả chị em phụ nữ phái nữ của chúng ta luôn luôn có sức khỏe, luôn luôn tinh tấn tu tập và luôn luôn được phái nam ủng hộ cho việc tu tập. Lời chúc này là lời chúc mà mong mỏi để thành sự thật, để có duyên được tu tập tinh tấn. Và cũng xin là cả câu lạc bộ của chúng ta, chị em phái nữ cũng hồi hướng hết cho phái nam trở thành những người Phật tử tinh tấn, có đầy đủ nhân duyên thù thắng. Khi phái nam của chúng ta nói chuyện với ai thì đều mang lại lợi ích Phật Pháp cho mọi người và khiến cho người ta được tin vào nhân quả và cũng được tinh tấn tu hành. Và đặc biệt là nguyện cho phái nam trong câu lạc bộ được tinh tấn Bồ Đề, sau này trở thành những tướng quân chính Pháp đầy đủ nguyện hạnh. Trong lời nguyện phát tâm Bồ Đề, hội trì Tam Bảo, truyền tải Phật Pháp rộng khắp thế gian. Và trong hiện kiếp này thì tất cả các phái nam có duyên với phái nữ ở trong câu lạc bộ, nếu ai chưa phát tâm Bồ Đề thì sẽ có duyên được phát tâm Bồ Đề. Và nếu đã phát tâm Bồ Đề thì được tinh tấn Bồ Đề, người tại gia thì hộ trì chính Pháp, rồi đầy đủ nhân duyên được đi xuất gia. Bạn nào có nhân duyên mà muốn có tâm nguyện đi xuất gia như thế này thì ngay kiếp này cũng sẽ được tinh tấn Bồ Đề, mong mỏi chứng đạt được đạo quả thành những đóa hoa Pháp mang tới hương thơm giải thoát cho tất cả chúng sinh. Chúc đại chúng chúng ta luôn luôn được đầy đủ nhân duyên để mang một loại hương hoa, đó là hương bay ngược chiều gió, bay xuôi chiều gió, đúng như lời Đức Phật Bổn Sư đã dạy. Mang cái hương thơm đó tự mình tỏa hương và khiến người khác cũng tỏa hương thơm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cả. Giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ không đi tìm hình bóng đâu xa, khổ không đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta,
thấy như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thánh cao gian giao mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tàn não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài. Làm thân tâm hận sâu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui. Quyết quay trở về bờ giác an vui. Quyết quay trở về bờ giác an vui.